Buddha, tại sao ngài lại bao che cho tên tội phạm này? Trong tay của hắn toàn là mạng người. Đây không phải Angulimala. Tên của thầy ấy là Ahimsaka. Thầy ấy chỉ là một người bình thường. Loại người này bản tính khó đổi. Thầy ấy đã sửa đổi rồi. Các vị nói là con người trước đây của thầy ấy. Nếu thầy ấy vẫn là tên ác ma đó, vậy thì các vị có dám động vào thầy ấy hay không? Thầy ấy không đánh lại. Thầy ấy luôn nhẫn nhịn trước sự đánh mắng của tất cả mọi người. Các vị có nhìn thấy sự thay đổi này không? Hôm nay máu của thầy ấy đã đổ ra, đã rửa sạch tội lỗi của thầy ấy rồi. Các vị đánh đập thầy ấy như vậy, nhưng thầy ấy dùng tình thương để đón nhận, mà trong lòng thầy ấy không hề có chút bực tức hay phẫn nộ nào hết. Thầy ấy đã thay đổi rồi, mọi người cũng nên thay đổi đi. No.